Và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá 3 trong buổi tối ngày hôm nay để cùng theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng, đó là DBC Custom và One Sport. Áo Quỳnh Triển số 7, Sĩ Tuấn số 8, Minh Quang số 10, Bánh Bầu. Đội hình của các cầu thủ One Sport, họ có các cầu thủ mang áo số 4, đó là Pha Báu, số 10 là Văn Méo, số 14 đó là Trường Mắt, số 8 Quý Nhỏ, số 5 Sang Cải và số 13 đó là Cú Ly. Và như vậy là vừa rồi thì đã có được bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng One Sport. Đội bóng One Sport, và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng của đội bóng này. Đường chuyền kiến tạo là của số 8, vị trí của Quý Nhỏ, và Văn Méo đã có một kết thúc chuẩn xác. Chất chất một chiếc áo màu xanh đột suối dạ hoàng và một đôi giày màu hồng khá nam tính. Quyết định dứt điểm từ xa, dứt điểm không có gì khó khăn dành cho thủ thành của đội bóng DBC Custom. Vẫn là Lão Tướng Nhật Thọ, quả sẽ bóng khái đồ đưa bóng về hướng vị trí khung thành của thủ môn bên phía kịp không. Văn Méo và căng ngang, không một cầu thủ nào có thể có được một bước di chuyển cắt mặt để dứt điểm. Và đánh đầu, nỗ lực đánh đầu vẫn đến từ vị trí của số 10 Văn Méo, nhưng lần này bóng đã đi không chuẩn xác. Dứt điểm, và dứt điểm từ xa khá tốt, nhưng vừa rồi thì thủ thành của đội bóng trần đến từ phía cầu thủ áo số 8 Quý Nhỏ. Các pha cọc bây giờ vẫn đang dành cho các cầu thủ áo đỏ đen. Và bóng nguy hiểm thì Long Nino vẫn đang chơi khá tập trung với hai tình huống cản phá khá hay. Dứt điểm, dứt điểm treo góc vẫn chưa thành công. Bị bỏ lỡ rất đáng tiếc dành cho vị trí của Lão Tướng Nhật Thọ. Một pha dứt điểm từ xa nữa, nhưng lần này vẫn là một pha dứt điểm quá nhẹ. Đội bóng áo trắng xanh đen họ cần phải có những pha bóng áp sát quyết liệt hơn. Vẫn là những tình huống dứt điểm từ xa. Sẽ cùng theo dõi lại tình huống dứt điểm của cầu thủ bên phía đội bóng One Sport. Cơ hội lên bóng lúc này vẫn đang dành cho các cầu thủ One Sport rất hợp lý. Nhưng tình huống căng ngang lại không có một cầu thủ đồng đội nào. Tiếp tục là pha thu hồi bóng của Sĩ Tuấn, cơ hội dành cho đội bóng áo trắng xanh. Pha dứt điểm chuẩn xác, tỷ số được sang bằng 1-1. Muốn làm bằng là của số 17, vị trí của Đại Bảo. Sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng của Đại Bảo với đường chuyền kiến tạo của Sĩ Tuấn. Tiếp theo lùi về, đường chuyền là khá nguy hiểm. Cơ hội bây giờ dành cho các cầu thủ áo đỏ đen. Pha căng ngang, can thiệp kịp thời, pha phòng ngự Sang Cải sẽ tạm thời đợi sân để nhường lại vị trí cho đồng đội là cầu thủ áo số 2, vị trí của Triển Báo. Phải dứt điểm đưa bóng đi vọt xa, vị trí của Quý Nhỏ. Và dứt điểm khá nguy hiểm, và vừa rồi thì bàn thắng thứ hai nó đã đến dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng One Sport rất bất ngờ. Sẽ cùng theo dõi lại tình huống này, và chắn bóng ngay sau đó là một pha dứt điểm từ khoảng cách khá xa. Điểm đưa bóng vượt qua khỏi tầm với của thủ thành Long Nino, nhưng có vẻ trong tình huống này Long Nino đã hơi chủ quan. Bàn chuyền ngang là khá hay, và dứt điểm vẫn chưa thành công. Trần có vẻ là số 14, đó là Trường Mắt. Đây là một cầu thủ chung lò với trọng tài Kiệt Mắt.
chưa đến được vị trí của đồng đội. Có vẻ như đó là một tình huống dứt điểm thành bàn nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng Wasbot. Tỷ số được nâng lên là 3-1 dành cho các cầu thủ áo đỏ đen. Một pha ra chân hết sức bất ngờ của Cooley. Toàn bộ hàng phòng ngự của DBC Custom cũng như là thủ thành Hoàng Nano đã bị bất ngờ. Và dứt điểm treo góc đưa bóng ra ngoài mép lưới. Nỗ lực đi bóng và dứt điểm vẫn là của số 13 Cooley, cầu thủ đã ghi bàn. Nỗ lực đi bóng có vẻ đến từ vị trí của Tom Su. Và ra chân cuối cùng nữa đến từ vị trí được đường truyền kiến tạo mang về bàn thắng duy nhất dành cho đội bóng DBC Custom cho đến thời điểm hiện tại. Quả treo bóng khá khó chịu. Chào bầu Nguyễn Thanh. Vẫn trong tầm kiểm soát của đội BC Custom nhưng đội bóng này vẫn chưa thể có được những tình huống dứt điểm cho họ. Cũng đã chạm sang ngang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một chút nữa thì các cầu thủ áo đỏ đen họ đã có thể có được cho mình bàn thắng thứ tư. Điểm từ xa vẫn còn. Và chạm bóng rất hay. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 2-3. Và làm bàn là của lão tướng Nhật Thọ, cầu thủ mang áo số 76. Thắng mà thôi. Bàn thắng có lỗi của thủ thành bên phía đội bóng Wasbot khi mà thủ thành này không thể có được một pha bắt dính bóng. Lão tướng Nhật Thọ đã ập vào rất nhanh và có tình huống xé bóng. Lại là một tình huống ói bóng đến từ phía thủ thành của đội bóng Wasbot. Và suýt chút nữa lão tướng Nhật Thọ vẫn tiếp tục có thêm được một bàn thắng nữa nếu như phải dứt điểm cuối cùng là chuẩn xác. Xuất phát. Còn một pha ra chân khá nguy hiểm nữa của các cầu thủ áo trắng xanh đen. Phải dứt điểm nữa. Rồi đáng tiếc là chưa thể có được pha chạm bóng dành cho các cầu thủ áo trắng xanh. Cùng theo dõi lại tình huống treo bóng này. Rất nguy hiểm. Với cầu thủ bên kia là bóng áo trắng xanh. Tấm xu. Điểm vẫn còn là quá đơn giản. Vẫn còn. Cơ hội bây giờ dành cho số 9. Và dứt điểm đưa bóng đi trên cột dọc của Huy Báo. Vẫn còn, không được. Một quả treo bóng chuẩn xác, tỷ số được nâng lên
42. Lại tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa dành cho cầu thủ mang áo số 4. Bàn thắng khá đẹp. Bây giờ tiếp tục là một quả treo bóng, đưa bóng vượt qua khỏi tầm với của thủ thành Long Nino, mang về bàn thắng thứ 4 dành cho One Sport. Một bàn rất vất vả. Là trận có vẻ đến từ vị trí của Seaton. Bàn thắng thành cơ hội. Cooley. Minh Nhật. Và bỏ bóng khá hay, Cháo Lòng. Cháo Lòng cơ hội có thể dứt điểm. Và dứt điểm vẫn chưa mang về bàn thắng thứ 3 dành cho DBC Custom trong pha bóng vừa rồi. Ta sẽ cùng theo dõi pha xử lý của Cháo Lòng. Của Cháo Lòng dành cho Tôm Sù. Dứt điểm. Dứt điểm vẫn chưa thành công của các cầu thủ bên phía DBC Custom. Sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Vẫn còn. Cũng là hơi thiếu an toàn, cơ hội trở lại dành cho đội bóng đó. Đây là số 17 Đại Bảo. Cầu thủ cũng đã có được một bàn thắng ở trong khoảng thời gian trước đó. Và bóng đập cột dọc dành cho DBC Custom. Quá đáng tiếc cho pha dứt điểm của Cháo Lòng. Bóng đã chạm vào tay của thủ thành bên phía đội bóng One Sport và dội cột dọc. Đây còn phải dứt điểm nữa, nhưng lần này thủ thành của One Sport vẫn đang cho thấy được sự tập trung cao độ của mình. Từ xa. Những điểm khá tốt của Minh Nhật nhưng chưa thể đủ khó để có thể mang về bàn thắng thứ 5 dành cho One Sport. Thắng tay. Và để bóng không thành công. Xử lý rất hay, nhưng pha dứt điểm cuối cùng thì lại không thể đánh bại được thủ thành của đội bóng DBC Custom. Đường truyền là của Tôm Sù. Như vậy là bóng đã đi thẳng vào lưới, bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng One Sport. Hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống xử lý của Quý Báu. Tình huống rất bất ngờ, tình huống mà thủ thành của đội bóng DBC Custom đã có một tình huống xử lý không thật sự được tốt. Tình huống điểm thẳng, xích chút nữa thì bóng đã đi thẳng vào lưới và cũng nhập vào. Tình huống ra chân của
số 5, vị trí của Sang Cái. Đêm điểm không thành và các bóng tốt của số 4, vị trí của Tiểu Bảo. Chúng ta đã cắt rồi. Ông đã đi trên cột dọc. Chiếc đêm và chiếc đêm vẫn đưa bóng đi vọt xa.